Ê em gái, còn phòng không em? Dạ còn. Ừ, cho anh phòng đẹp đi. Dạ lấy phòng VIP ha anh. Ừ, phòng VIP luôn. Dạ cho em gửi chìa khóa. Cái này á, bỏ cho em nè. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Ừ. Em chúc anh chị vui vẻ nha. Ok em. Đi, đi anh. Nè, anh. Hôm nay làm anh vui á. Định bỏ nhiều cho cưng nha. Chờ anh chút nha. Alo. Anh Hổ ơi, có chuyện rồi anh Hổ ơi. Em xuống dưới trước đi. Dạ. Anh nói chuyện điện thoại. Có chuyện gì nói đi. Em vừa thấy thằng Vũ dắt gái vô khách sạn chơi. Mày nói sao? Thằng Vũ hả? Dạ, chính mắt em thấy đó anh, không thể sai được. Mẹ nó dám tới địa bàn của tao hả? Em thấy nó đi với gái có vẻ thích thú lắm. Chắc nó không biết khách sạn này là do anh bảo kê. Anh mày đã dám giao việc khó cho nó thì nó cũng không phải dạng vừa đâu. Để coi lần này tao ra tay với nó, coi nó bản lĩnh ra sao. Thôi nha. Dạ. Là mày tự chui đầu vào rọ, đừng có trách tao. Xe không anh? Xe không hả? Dạ. Đi. Đi đâu anh? Cứ đi đi. Rồi tao chỉ đường cho. Cứ đi hướng này nè. Rồi anh lên xe đi anh. Ủa? Sao vậy ta? Bị gì mày? Xe bị gì trời? Chết cha. Cái ủa sao cái gì vậy hả? Hình như bị gọi mình sang con rồi. Kỳ vậy? Sao tự nhiên giờ bị? Thì em có biết đâu. Thôi anh thông cảm đi. Để em sửa rồi em chở anh đi. Mày. 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 Mày.